Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì hai vợ chồng mình lại tiếp tục đi đào mang ở cái chỗ mà hôm nọ kia đi đào ấy mọi người ạ. Ui, cái gì đây? Vừa mới đưa vào rừng mà không ra hay con gì đã chui vào chỗ của ta. Vừa mới mưa xong cho nên là... Ui, cái gì nhỉ? Thấy gì đâu mà. Vừa mới mưa xong cho nên là có nhiều vang lắm mọi người ạ. Ôi giời. Vợ chồng mình tiếp tục đi đào mang cái chỗ mà hôm nọ vợ chồng mình đi đào kia mọi người. Vừa mới vào rừng. Còn chưa thấy cây nào mọi người ạ. Ô kìa, có cái loại quả kia kìa. Thì dưới kìa. Thấy cây nào chưa em? Thấy đâu. Mùa này cuối mùa mọi người ạ. Tìm mang là hơi bị khó rồi ấy. Chưa thấy cái nào ấy nhỉ. Là mấy cái bé tí ti ti bằng ngón tay cái nhỉ. Sao ăn được. Ôi dưới kia có một cây này. Gần cái chỗ hôm nọ đào luôn. Nó đào cây kia đấy mà. Bé luôn. Mùa này đi đào mang thì không phải không cần phải đào mọi người, bẻ lấy thôi. Cuối mùa rồi, ở đâu ấy? Dưới á. Đấy vừa. Tận tít dưới à? Sáng vừa mưa to mọi người ạ. Đất bây giờ còn ẩm ướt lắm rồi. Chui vào rừng hơi khó chịu mọi người ạ. To bé đấy. Được chưa? Bé bé rồi nhỉ? Bóc luôn thế nào? Bóc luôn chứ. Bóc luôn thì bóc đấy. Nhiều muối quá. Bóc xong xong là sang bên kia nhỉ? Thì bên kia có. Nhiều muối thế. Bên này không có đâu. Còn không cần cái con ra mà cần cái con ra phát nương kia đấy nhé. Ôi dồi. Anh bảo. Cái dài á, nó dài. Đi. Cầm tay thôi, không phải đeo đâu. Được hai cây mọi người ạ. Tiếp tục đi tìm thế nào. Đây là chặt cây đây. Chẳng đi làm gì. Rào vườn rào ấy à. Hay là chui lên trên rừng có không nhỉ? Đi ra ngoài kia xong đi ra ngoài cái đám nương của họ kia ông đó à? Mình đào kia. Sợ bé tí. Chỉ có một cây nhưng mà chắc không ngon đâu. Cây này xanh lè. Không có lá đâu. Đoạn này. Dưới kia có một cây nhưng mà tít dưới rồi. Đó không lấy. Đi. Đi ra ngoài kia thì mà có. Ai vừa mới đào nữa sao. Dưới kia cũng có một cây mà.
Nhưng mà bé. Con bò à? Con bò à? Hay là lên trên rừng này? Sao mấy hôm nay không có măng? Bây giờ cuối mùa rồi em ơi, có gì nữa. Bây giờ tìm măng ăn là hơi bị khó. À dưới kia có cây to này. Đúng. Kìa. À. Thấy chưa? Cuối mùa này. Mùa này hết măng rồi. Ui muối. Đây. Nhiều muối đốt nữa. Đào đào xíu xong là bể luôn đi. Không cần phải đào à. Sâu lắm rồi. Không có này. Phải đào một tí nữa không. Hey mọi người ạ, đào măng cuối mùa vất vả mà kiểu nó không có rồi tìm khó rồi ạ. Bể được rồi, chắc cần phải đào sâu lắm rồi. Được không ạ? Được. Bé luôn đi. Bé đi con lên trên này tìm. Xem nào. Cái này là to. Cuối mùa thế này con này là to đấy. Cái túi không cầm về nữa. Đó. Để dưới kia kìa. Hồi được có 3 cây rồi kìa. Đã thấy có mùa này. Bốc nhanh thôi, chẳng cần phải bốc đẹp đâu. Non nhỉ, cây này. Cây đó cái đẹp ra ngoài này, ngoài cái đám nương của họ ấy, hôm nọ mình đi kia em, ngoài kia hay có chưa thấy cây nào này. Nãy giờ được có 3 cây mọi người à, 3 cây 4 cây nhỉ, 3 cây chứ. Đây có một cây này lên không? Chứ. Cây này lên rồi. Kem một em nữa. Già bốc cái lớp dài kia đi mới bốc được. Ui, sao lại rút vào trong ổ của anh. Trên này có cây nha bé ạ. À, đây lại có một cây này, cái chốm nó em đào kia kìa. Bây giờ ra một cây tiếp này. Theo. Ô, hai cây. Đâu? Đây. Đâu? Bây giờ ra một cây này. Cây. Ờ. Đào đi. Chặt chặt cái trên nó đổ xuống ấy. Chặt chặt nhẹ nhẹ. Ôi. Lá cây chưa lừa nó rơi vào.
Đào cái trên trước hay cái dưới trước đi. Hả? Bẻ phăng được rồi. Ok. Ok, quăng xuống đây đi. Ừ, cái này ngon rồi. Măng non, măng cuối mùa nhưng mà vẫn có cây đó. Nó còn vừa mới ra khỏi mặt đất nữa mọi người ạ. Cái này ngon. Hai cây. Đào trên kìa. Đào xong về thì mới bóc. Đào xong về thì mới bóc. Thì về. Đây à? Ờ, để đây, để đây. Ô, thì... để, lên trên đi. Không có đâu đấy. Đấy. Lại vào cái chỗ hôm nọ đào kia mọi người ạ. Chỗ này chắc là nó có hơn sao ấy. Nhưng mà hình như là ai vừa chặt chặt cây ấy làm gì nhỉ? Nó bọn nó khai thác à? Có một cây đây. Bốc luôn đi cây đi. Măng này trong rừng sâu nó không có gì cả. Kiểu trong rừng sâu không nên đào ấy, nó mọc ít lắm. Chỗ nào mà người ta hay đào thì chỗ đấy nó mới có nhỉ. Cái đấy bé nhỉ. Bó tay. Ai biết được. Này tìm nào, có không? Không thấy cây nào rồi. Hình như là không có cây nào ấy. Mê trước chỗ này mọc nhiều lắm mà. Giờ có thấy cây nào đâu. Thấy cây nào luôn à. Mệt không? Ai bảo không chịu giảm cân. Béo như cái gì chả mệt. Trên này có cây to đây. Anh thấy rồi. Cứ lên đi. Đó lưu trên kia kìa. Gì nữa? Ngá nữa hả? Trên này nè. Ở đây anh bẻ về. Anh bẻ về cho. Trời ơi. Lên có tí rong mà mẹ. Họ trâu kia thì mấy hôm sao lên rồi. Hả? Ở lên đi. Nếu nhỏ quá không lấy. Đây mọi người ạ. Cái này to này. Đấy. Ô. Thì nó lại nan nữa. Phải chui vào trong này. Xem có không mọi người ạ. Chả thấy có trong này.
trong này rậm quá không ai đào ấy mọi người, cho nên là đầu mùa nó mọc à một đợt xong là bây giờ nó không ra nữa đâu trong rừng già ấy. Trong này vắng teo không thấy mặt cái mặt măng nó ấy. Nên mình ăn cái gì mà nó cứ ở nhỉ. Anh đang tìm trong rừng này xem có không mà chả thấy có cây nào. Hả? Cái gì? Rậm thế này có măng mà leo. Nó không có măng hay sao leo leo lên để làm gì? Leo lên để muối đốt à? Ồ đây có. Có cái này này. Nấm này. Cái này có biết có giá mà xào với măng. Măng ăn không nhỉ? Bỏ đi. Không lấy. Nhiều thì còn bó với lấy về. Sao rồi? Hả? Thử đi lên thêm nào. Giờ sao mà măng hiếm thế nhỉ? Không thấy có cái mặt măng ở chỗ nào luôn á. Dạo trước dài nó mọc đây đi. Đào toàn đào gần đây được. Giờ thì không thấy. Trước kia trên kia có nhiều nhưng mà hơi bị xa đấy. Đi không? Trên này qua ai vừa đào hay sao? Cái vỏ măng. Hả? Cái cao á? Được. Cái này á? Nhỏ chứ. Bé tí. Béo quá. Cái gì mà béo? Béo thế này không béo. Không chịu giảm cân đi. Béo như cái gì thì mấy hôm đi làm sao làm được. Quay đào nhỉ. Bốc cái vỏ đi. Không thấy có đâu. Hay lại xuống dưới tìm. Hả? Trên này không có đâu nhỉ. Trên này cây cây vầu dày lắm nhưng mà không có măng mọi người ạ. Trong kia ấy. Kiểu không ai đào. Thế lại xuống dưới tìm một hai cây này thôi nhỉ. Nhưng mà có đủ ở mai chưa? Mà anh có cần để dầu để gói gì nữa. Không có gì là xuống đi. Đi xuống đi tìm dưới. Trơn lắm. Qua vừa mưa xong sáng. Sáng nay vừa mưa xong. Trơn. Ô cái khung gỗ này cong quá họ không lấy à. Khi mà cái lung lấy đào kia chắc được bữa rồi. Mà là lại không đủ mai. Hay là lấy tầm đấy thôi nhỉ? Hả? Tầm đấy thôi. Để anh nghĩ xem nào. Hay là sang bên kia. Bên kia có không? Bên kia chả cao hết thì kìa. Cao hết thế kia không có cái gì khác đâu. Kia con đào thì nó một lượt thôi mà măng rồi. Lên tí trên đồi kia. Trên đỉnh kia. Chết kia kìa. Chết kia ở đây thấy nhiều măng nó trắng trắng mà. Thôi thế lấy tầm này thôi nhỉ. Ok á mọi người. Chắc là mình cũng xin dừng ở cái video này tại đây đã. Để hôm nào mình lại tiếp tục đi quay video cho mọi người xem nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.